15. Búp bê quả dâu. Alo. Alo. Tối mai cậu có rảnh không? Đi ăn với tôi đi. Có việc gì à? Có gì thì nói thẳng đi. Đi ăn gì chứ? Với tôi mà còn khách sáo vậy? Công ty của tôi có vài dự án giao lưu đối ngoại, muốn nhờ cậu qua giúp. Tôi nghĩ vẫn nên nói trực tiếp với cậu thì hơn. Có lương không? Cậu cần không? Sao lại không cần chứ? Con gái tôi còn phải học đại học đấy. Được, cậu cần thì tôi sẽ trả. Được, vậy cậu gửi địa chỉ công ty các cậu cho tôi. Ngày mai gặp. Đài truyền hình Nam Đô. Dở thật đấy. Thẩm mỹ kiểu gì không biết. Dẫn dắt sai lệch cho thanh thiếu niên. Không xem nữa, ăn đi. Hôm nay con không đến nhà bạn học làm bài à? Con làm xong lâu rồi. Mẹ này, mẹ ly hôn với bố con là vì con à? Con lái chủ đề nhanh quá đấy. Mẹ theo không kịp. Vì con à? Sao mấy đứa nhỏ các con lại nghĩ cả thế giới đều xoay xung quanh các con vậy? Đương nhiên là không phải. Vậy tại sao ạ? Con thấy vợ bố mẹ vẫn rất ổn, cũng chưa từng cãi nhau, giống như bạn bè vậy. Tại sao lại muốn ly hôn? Theo cách nói của bà ngoại con thì mẹ con bị tư tưởng của giai cấp tiểu tư sản phương Tây đầu độc. Mẹ thích tự do thoải mái. Mẹ phải ăn nhanh đây, không nói với con nữa. Tối mẹ còn tiếc, ăn xong con rửa bát nhé. Mẹ, mẹ, mẹ có từng hối hận không? Vì đã nhận nuôi con. Mẹ cũng không cần con nữa à? Mẹ ơi. An ninh. Dù được nhận nuôi hay con ruột cũng như nhau. Con là con gái của mẹ, là con gái của Lục Hành Tri. Bố mẹ chưa từng hối hận. Con nhớ ông nội. Năm 1997, đó là một tên côn đồ. Cậu khách sáo với nó làm gì? Phải đánh cho nó không kịp trở tay. Lên một cái là phải đè xuống ngay. Người đó mắc chứng quán gà, không thể là hung thủ. Cậu bắt như thế cũng không được. Sao cậu thi đậu thế hả? Tôi thấy cậu còn chẳng bắt được một con gà. Mỗi ngày hết đất 200 cái cho tôi. Mỗi ngày tôi làm 300 cái. Có sức mà không biết dùng. Khả năng thiện chiến kém. Sao cậu làm cảnh sát hình sự được? Cậu mà lên chiến trường thì sẽ chết ngay. Bố. Gọi bố cũng vô ích thôi. Là thầy của Hành Tri nhỉ? Chào cậu, chào cậu. Anh cũng là... Tôi làm ở cục công an huyện. Tôi làm được 35 năm rồi. Cảnh sát hình sự. Ban đầu tôi có làm một thời gian. Sau này chân tôi bị thương nên chuyển sang làm hành chính. Như nhau cả, như nhau cả.
Thế này là để Tiểu Lục nối nghiệp anh nhỉ? Thằng bé hành tri này ấy à? Bị cái là nho nhã quá. Cậu phải dạy thằng bé cho tốt vào đấy. Không không không, thể chất của cậu ấy rất tốt, cũng rất tỉ mỉ, có cái nhìn sắc bén, đó cũng nhanh nhạy, tương lai rộng mở. Sao bố lại đến đây vậy? Anh, tôi mời anh đi nhậu một bữa. Hôm nay thì thôi vậy, tôi đến để thăm cháu gái. Được, vậy hôm khác nhé. Mau đưa bố cậu về nghỉ ngơi đi. Từ từ đã. Từ từ đã. Hành chi không uống được. Cậu cầm một chai đi. Đừng đừng đừng. Cái này là chiến hữu của tôi gửi về từ Nội Mông. Không đau đầu đâu, thử đi. Được, vậy tôi sẽ thử. Thịt viên trần đến rồi đây. Ngày nào cô cũng nhớ món này của bố đấy. Lục Hành Tri chẳng học được chân truyền của bố gì cả. Ăn đi ăn đi. Nào Ninh Ninh, thử thịt viên trần của ông nội đi. Ngon lắm đấy. Món gia đình cũng thường thôi. Cảm ơn con. Nào nào nào. Ông là ông nội ạ? Lúc trước cháu chưa gặp ông bao giờ. Ông nội sống ở Hoa Quả Sơn. Hôm qua có một con khỉ chạy đến đó. Nói với ông là ông có cháu gái rồi. Thế là ông nhanh chóng dùng cân đổ dân. Bay đến đây. Ông nói dối. Ông không phải Tôn Ngộ Không, gậy kim cô đâu ạ? Gậy kim cô. Đợi một lát. Gậy kim cô đâu nhỉ? Gậy kim cô đây. Có thật này. Mau cảm ơn ông nội đi con. Cảm ơn ông nội ạ. Ngoan quá. Nào ăn đi. Thịt viên trần này. Ăn thêm một viên. Bố, rửa chân đi ạ. Cảm ơn con. Không có gì ạ. Bố ngủ trên giường đi. Con với Hành Tri ngủ ở đây. Không cần. Bố ngủ săn cứng quen rồi. Vậy có được không ạ? Không sao đâu. Con mau đi ngủ đi. Chân của bố vẫn ổn chứ ạ? Vẫn ổn. Mỗi ngày đi 5 cây số. Sao bố vẫn thích đọc cái này vậy? Đọc cho vui. Thật ra con cũng có thể đọc thử. Trong này có vụ án đấy. Không phải bị ra cả đâu. Con bé Ninh Ninh này ngoan thật. Lại thông minh. Bố à, con hỏi bố một chuyện nhé. Nếu con với Đường Mạn không định có con của bọn con, chỉ nuôi Ninh Ninh thế này thôi, thì bố có buồn không? Bố, bố không biết. Nếu mẹ con còn sống thì bà ấy sẽ nghĩ thế nào? Rốt cuộc cô đang ở đâu? Hãy chỉ cho tôi con đường sáng.
Lấy của nhà nào vậy? Nhà tắm Đại Phú Hào. Ai nộp thế? Cẩn thận nhé. Các anh em đều là người tốt, chỉ là học thức không cao. Anh yên tâm đi, yên tâm đi. Cẩn thận, cẩn thận. Không sao, từ từ thôi. Được rồi, nghỉ tay một lát đã. Dừng lại chút đã. Tôi nói vài câu nhé. Chúng ta ra ngoài bươn chải, nghĩa khí là nguyên tắc cơ bản nhất. Kiếm tiền mới là đạo lý. Không kiếm được tiền thì chỉ là lông bông thôi. Trước đây anh Đao đã giao lại Đại Phú Hào cho tôi. Áp lực của tôi rất lớn, nhưng tôi đã nhận rồi, thì tôi không thể đối xử tệ với các anh em được. Con người tôi những cái khác thì bình thường, nhưng lại biết kiếm tiền. Nhị tử, bây giờ mỗi tháng cậu được 300 tệ đúng không? Đúng vậy. Từ nay trở đi, mỗi tháng cậu nhận 500 tệ. Không chỉ mình cậu, tất cả mọi người đều nhận 500 tệ. 500 tệ, 500 tệ đấy. Nếu đã là khởi đầu mới, thì chúng ta hãy đưa ra quy tắc mới đi. Từ nay về sau, không được làm mấy việc chém giết nữa. Dư sức không biết dùng vào đâu, thì dùng vào việc kiếm tiền. Chỉ có sức thì chỉ kiếm được ít tiền thôi. Không có tiền đồ, có sức cộng thêm biết suy nghĩ thì sẽ kiếm được nhiều tiền. Không phải lừa chúng ta đấy chứ? Tôi xin giới thiệu, đây là thầy Lý của trường kinh doanh và công nghệ. Mọi người chào thầy Lý đi. Chào thầy Lý. Sau này thầy Lý sẽ dạy học cho chúng ta, dạy chúng ta cách quản lý kinh doanh, dạy cách kiếm tiền. Ai muốn học thì ở lại, không muốn học thì bây giờ có thể về nhà rồi. Thầy Lý, đi thôi, đi thôi. Từ từ thôi. Còn một chuyện nữa. Học một tiết được bồi dưỡng 10 tệ, thi đỗ được thưởng 200 tệ. Học, học, học. Mau đi học thôi. Tên này không đơn giản chút nào. Cũng tốt. Bớt gì cho chúng ta. Năm 2010, đúng là Đại Phú Hào không thể không có anh. Ai cũng có thể thấy bản lĩnh làm ăn của anh. Quách Thắng Lợi là một người thô lỗ, không có học thức gì, chỉ biết làm bừa. Làm mấy trò này làm gì? Mấy hôm nay tôi bận, chờ xong việc bây giờ rồi nói. Anh Đao, để tôi. Nhà tắm Đại Phú Hào. Những năm đó anh làm việc dưới quyền anh ta, đúng là gặp người chẳng nói lý, uất ức lắm nhỉ. Cảm ơn quý khách. Anh Đao, lát nữa cô ấy sẽ làm cho anh. Làm thẻ cho anh ấy đi. Đại ca, đại ca, đại ca. Người họ tôn trọng là người như anh Đao. Trong mắt họ thì tôi mãi mãi là tế trùng. Đúng, chính là như vậy. Tế trùng. Anh, cậu sao thế? Tôi không sao. Tôi tìm người giết Đỗ Mai. Hình như tối nay tôi tìm được rồi. Chẳng phải Bạch Tiểu Dĩ có một nhà xưởng bên đó sao? Tôi ra ngoài một chuyến. Đại Phú Hào giao cho cậu đấy. Ra đây, ra đây, ra đây. Làm gì vậy hả? Bạch Tiểu Dĩ đâu? Anh tôi không đến được nữa rồi. Chính Quách Thắng Lợi đã chém anh tôi. Ngân hàng thương mại Nam Đô. 19, 20. Đi dạo vài bước rồi về viện thôi. Tôi không sao nữa rồi. Hôm nay tôi muốn ra viện, phải nghe lời bác sĩ chứ. Phải về làm việc, phải kiếm tiền. Anh đã từng này tuổi rồi, sức khỏe là quan trọng. Vội kiếm tiền làm gì chứ? Cảnh sát Triệu,
Tôi đã nói rồi mà, gọi tôi là Tiểu Triệu được rồi. Tiểu Triệu, cậu có thể gọi điện cho cảnh sát vệ và đội trưởng Lục không? Tôi muốn mời họ ăn cơm, có chuyện cần nhờ họ. Sao họ lại để anh mời được chứ? Được rồi, vừa hay tôi ăn ké một bữa. Lão Lữ, đã có đi này của Cúc Chấn Tường chưa? Hôm qua vừa đưa tôi đã làm xong rồi. Không có đối tượng so sánh, cậu lấy nó làm gì? Răn đe chiến lược. Cậu đừng có làm bừa. Ăn uống gì? Về bệnh viện đi. Ở đâu? Trên đường Kim Tam, cách nút giao giữa đường Hạnh Phúc và đường Kim Tam 200m về phía đông. Tôi biết rồi, tôi cách đó không xa, 5 phút nữa là đến. Anh có nhiệm vụ à? Thư viện thành phố giao cho một lô sách, tôi qua lấy. Anh còn đang làm việc ở đồn đấy, không lỡ việc đâu. Lão Lục đã đồng ý đi ăn chưa? Mắng tôi 3 phút sau đó đồng ý rồi. Trước đây nấy có nóng tính thế đâu. 16 tuổi rồi, lên trung học rồi. Anh nói nấy đi, dù gì cũng từng là thầy của anh ấy, đúng không? Đi mau, giết người rồi. Chuyện gì thế? Xảy ra án mạng rồi. Cảnh sát đây, đứng lại. Anh Đào, gắn lên anh Đào. Anh Đào, Tiểu Minh, anh Đào, gọi xe cứu thương, gọi rồi. Anh đến rồi à? Anh đừng nói gì cả. Anh về. Tôi có thể gọi anh là anh vậy không? Được, tôi nhận anh là anh em. Trong túi tôi có 2.000 tệ, tôi kiếm được sau một năm ra tù. Hãy đưa tiền cho đứa trẻ đó giúp tôi. Đừng nói với nó là ai đưa. Con bé không cần biết đến tôi. Được, tôi nhất định sẽ đưa cho cô bé. Tôi còn muốn kiếm tiền cho con bé thêm vài năm nữa. Bố sao thế? Bố không bị thương chứ? Bố làm nhiệm vụ gì sao? Sao nguy hiểm thế? Cái này chắc không giặt được đâu. Trắng trắng, nghe lời bố, đừng thi vào trường cảnh sát nữa.
Ra rồi, biển số xe là giả. Theo dõi suốt dọc đường, chạy trốn đến cầu Tiểu Doanh. Đã ra khỏi thành phố rồi. Tiểu Lục, ra đây một lát. Lão Diệp ở cục công an thành phố, cậu quen nhỉ? Lão Trác ở cơ quan tỉnh, gặp rồi nhỉ? Gặp rồi, gặp rồi. Bọn tôi gặp nhau hồi lễ biểu dương năm ngoái ấy. Lão Lục, nào ngồi đi. Rốt cuộc đằng sau khúc Chấn Tường có vụ án gì? Không giấu được cậu ấy đâu. Bọn tôi đã muốn tóm khúc Chấn Tường từ lâu. Đây là một nước cờ lớn chống tham nhũng. Hắn ta có gốc rễ sâu, dạ tâm lớn, không dễ động vào. Cấp trên đã nghiên cứu rất lâu và thành lập một tổ điều tra bí mật. Mọi cuộc điều tra của chúng tôi đều được diễn ra trong âm thầm. Có nhiều đồng chí đã nằm vùng mấy tháng, nắm được rất nhiều chứng cứ. Dạo gần đây, chúng tôi đang chuẩn bị thu lưới. Lão Lục, tuy hướng điều tra của cậu không giống chúng tôi lắm, nhưng tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ. Người như hắn ta rất cẩn thận, chỉ hơi có động tĩnh chút thôi là có thể sẽ chuồn ngay. Vậy là công tác mấy tháng trời, cũng biết bao đồng chí chúng tôi sẽ đổ sông đổ biển. Vậy nên Lão Lục, cậu có thể tạm quản vụ điều tra của cậu lại không? Đáng ra phải có người nói trước với tôi chuyện này chứ. Đây là điều tra bí mật mà, càng ít người biết càng tốt. Cậu ngồi xuống đi. Nào nào, ngồi xuống, ngồi xuống. Lẽ ra cấp bậc như tôi cũng không được biết đâu. Cái cốc đâu ấy nhỉ? Được rồi, nếu các anh đã theo dõi khúc Chấn Tường vài tháng thì chắc chắn các anh biết rõ động thái của anh ta. Tối hôm 29 tháng 6 có thể chia sẻ thông tin cho tôi không? Hướng điều tra của chúng tôi không giống điều tra hình sự, nên chưa chắc bọn tôi đã có thông tin này. Mà dù có thì cũng không tiện chia sẻ. Án mạng vẫn chưa đủ cấp ưu tiên à? Lão Lục, không phải là không đủ, mà là suy đoán vô tội. Khả năng khúc Chấn Tường dính dáng đến án mạng thông thường là rất thấp. Vừa mới chết một người đấy, vẫn không thể loại trừ khả năng anh ta bị cướp của giết người. Tôi cướp anh. Được rồi, nếu đã là cướp của thì tại sao lại đánh Triệu Kính Minh trước? Có phải anh già rồi lú lẫn không? Phía tôi vừa động vào khúc Chấn Tường thì người năm đó biết chuyện, tức là Quách Thắng Lợi gặp chuyện. Vậy là ngẫu nhiên à? Mỗi năm có biết bao vụ cướp của, có vụ nào vừa xông lên là muốn giết người không? Mà giờ Quách Thắng Lợi trong nghèo hèn như vậy, anh ta sẽ là mục tiêu bị cướp bóc sao? Anh làm cảnh sát hình sự hơn 30 năm rồi đấy. Cướp của giết người á? Anh nghỉ hưu đi cho rồi. Tiểu Lục, Tiểu Lục. Không khí ở cục chúng tôi, đánh là thương, mắng là yêu vậy đó. Hãy ăn uống nước đi. Sao lại đi ăn cơm nữa vậy? Không phải là tới công ty của cậu à? Vậy được, được rồi. Thế lát nữa tôi tới. Cô Dương, em đọc xong sách rồi à? Đọc xong rồi à? Được. Lần sau để cô mang cho em cuốn Mặt Trăng và Đồng Xu nhé. Cô có thể cho em mượn cuốn sách của Herbert Lauren mà cô dịch không? Sao em biết vậy? Cô dịch hay lắm ạ. Lại nịnh rồi. Cô Dương, hai người đúng là một cặp cha mẹ tốt. Em đi trước đây. Sao anh lại tới đây? Hôm nay không phải trực. Uống với anh một ly đi. Đến chưa vậy? Không có gì. Vậy cậu bận việc của cậu đi. Hôm khác mình hẹn sao?
Chào anh. Dứt bó hoa tôi bảo cô chuẩn bị đi. Vâng ạ. Anh uống ít thôi. Ăn nhiều vào. Được rồi đấy. Cho anh uống thêm chén nữa. Không uống nữa, không uống nữa. Ngoan nhé. Mấy hôm nay ăn linh ổn lắm. Anh đừng lo quá. Ta chỉ có thể xem chứ không được hành động. Tối ngày 29 tháng 6, hoạt động ở khách sạn Diệp Thúy, giống như những gì Tế Trùng nói. Sao lại bôi đen những người mà anh ta đón tiếp vậy? Điều tra bí mật, cấp độ bảo mật cao. Tôi gắt lên một trận với họ, cục trưởng Hoắc phải dày mặt năn nỉ họ mới cho đấy. Đừng nóng tính thế. Cậu nghe người từng trải là tôi đi. Năm xưa tôi cũng động chút là nổ ầm ầm như pháo, không có lợi gì cho việc phá án cả. Giờ tôi học theo cậu năm xưa, cậu đừng học theo tôi năm đó. Nhân chứng sau 12 giờ đêm mà Thế Trùng nhắc đến, cậu đã hỏi chưa? Hỏi thì hỏi rồi, anh đoán xem cô ta nói sao. Alo. Tế Trùng chạy rồi à? Đội trưởng Lục, hóng chuyện thì lùi ra sao? Người mình. Lão Vệ, anh đúng là số phải làm cảnh sát hình sự rồi. Bao năm không gặp, gặp một cái là tại hiện trường án mạng. Lão Lữ, xe máy tới này. Lão Vệ, hắn cố ý bày tư thế cho thi thể, thủ pháp giống như trước đây. Nhưng lúc còn sống đã bị đánh, cái này thì khác. Nhìn cái này đi. Năm 1997, bố, bố vẫn chưa ngủ à? Thank you.
Ninh Ninh vẽ đấy. Nó vẽ gì thế này? Chắc là món đồ chơi hình dâu tay của nó. Con chưa nói rõ với bố. Đêm hôm đó, cái hôm mà mẹ nó xảy ra chuyện, Ninh Ninh cũng ở hiện trường đúng không? Không nên vậy chứ. Nó còn bé như vậy, sao nó có thể trải qua chuyện đấy chứ? Con bé ngoan như thế. Cứ từ từ khơi thông thôi ạ. Bố, bố đi ngủ trước đi. Mấy hôm nay bố cứ nghĩ mãi. Bố nghĩ về mẹ con. Nói chuyện với bà ấy. Bố hỏi bà ấy là nếu nuôi con trai bao nhiêu năm, rồi phát hiện nó không phải con ruột của mình, thì bà có buồn không? Mẹ con bảo, tôi là mẹ nó. Không phải con ruột thì không phải con trai mình nữa à? Ông vẫn nên tự nghĩ đi. Đàn ông lúc nào cũng để ý chuyện đấy hơn phụ nữ. Mẹ con thông minh lắm. Bà ấy nói rất đúng. Có nhiều chuyện phụ nữ rộng rãi hơn đàn ông nhiều. Bố cũng hiểu ra rồi. Ninh Ninh là cháu gái của bố. Đây là chuyện tốt biết bao. Chẳng có gì buồn cả.